Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Đại Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần, tại phòng trợ niệm chùa Quan Thế Âm. Hôm nay có một buổi lễ đưa tiễn nhục thân, đó là Hương Linh Vũ Trường Giang, pháp danh Thiền Hội, hướng dương 52 tuổi. Trước khi mà đưa tiễn nhục thân Hương Linh vào Áo Quang, thì bên cạnh chúng con đây là có chú là anh trai của Hương Linh. Chút xíu nữa chú sẽ có đôi lời chia sẻ, cũng giống như cái nhân duyên để Hương Linh được vào trong trợ niệm. Thì việc đầu tiên thì chắc có lẽ quý Phật tử chúng ta ở đây á, thì ai cũng biết vào câu Phật hiệu, ai cũng tin vào câu Phật hiệu. Thì cũng nhờ vào cái ân đức của sư phụ, Ngài đã truyền bá về pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ cho chúng ta biết, để chúng ta có mặt ngày hôm nay. Ngay bản thân chúng con cũng vậy, và tất cả chư huynh đệ ở đây cũng vậy. Để được vào đây tu tập thì cũng nhờ vào địa giảng của sư phụ. Thì gia đình đây cũng vậy, gia đình của Hưng Ninh cũng vậy, nhờ vào đĩa của sư phụ, nhờ vào cái nhân duyên mà sư phụ đã truyền bá pháp môn niệm Phật, và gia đình đã có nhân duyên để nghe pháp của sư phụ, cho nên gia đình đã đưa là em của mình là Hương Linh Vũ Trường Giang lên đây để trợ niệm trong lúc năm chung. Thì bên cạnh đây xin mời chú thể có thể giới thiệu tên của mình và có thể chia sẻ và nhân duyên như thế nào chú đã đưa em của mình lên đây để trợ niệm ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Kính thưa sư phụ,
Thưa toàn thể các tăng ni Phật tử ấy, thì qua trả lời cái nhân duyên á, thì đối với này gia đình ấy, thì bản thân á, mẹ cũng là người tu, tu là về Phật pháp, rồi là ăn chay trường, rồi cũng niệm Phật, rồi định hướng cho con cái làm theo niệm Phật, rồi sống tốt đời đẹp đạo. Thế thì sau khi mà em bị bệnh một thời gian á, thì cũng như là tâm nguyện của em cũng như là gia đình á, là nếu như có yếu á, thì đưa em về trên chùa để Quan Thế Âm, để các sư phụ và các Phật tử á, ngày đêm niệm Phật trợ duyên cho em được về cái nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Dạ cảm ơn chú. Thì cũng nghe gia đình chia sẻ thì cũng nhờ nhân duyên là cũng có gia đình biết tu tập, rồi cũng có mẹ, cũng có người thân ở trên chùa mình tu tập cũng hơn 10 năm rồi đúng không chú? Đó là cái nhân duyên của gia đình mình rất là sâu rộng. Thì cái nhân duyên của chú này rất là đặc biệt. Mọi người thấy có những cái những vị mà đến chùa mình nè, có những vị nằm rất là lâu, một năm, hai năm, hai tháng, ba tháng cũng có, tùy theo nghiệp lực của mỗi người và tùy theo cái sự buông xả của cái vị đó. Nhưng thật sự cái chú này có duyên với sư phụ, tình cờ sư phụ cũng không có biết là chú lên chùa, mới lên chùa đâu, mà tình cờ cái buổi sáng sư phụ lên rất là sớm. Sư phụ lên sớm rồi rồi sư phụ lại có duyên lại xuống phòng hộ niệm. Sư phụ rất là quan tâm phòng trừ niệm, tuy ngài không trực tiếp thường xuyên lên đây cộng tu với chúng ta, nhưng mà sư phụ thường xuyên xem qua màn ảnh, coi trực tiếp trợ niệm, coi trực tiếp đại chúng của chúng ta tu tập, quan tâm đại chúng chúng ta từ xa, điều chỉnh từ xa. Cho nên sư phụ rất là quan tâm. Cho nên sư phụ cũng buổi sáng đó lên rồi, vào rồi cũng khai thị cho Hương Linh, khai thị cho chú này. Thì đặc biệt cái là rất là hay, một điều là chú mới buổi sáng sư phụ khai thị xong là buổi chiều chú đã ra đi rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái biểu pháp, là một cái cực kỳ rất là quan trọng, mà không dễ gì mà cái nhân duyên mà được cái quả như vậy đâu. Thật sự mọi người thấy rằng có những người mà tu tập người ta vẫn chưa tin vào pháp môn niệm Phật, chưa tin vào vãng sanh, người ta chưa tin vào pháp môn trợ niệm. Thật sự á, tại vì người ta thiếu lòng tin, mà điều kiện để được vãng sanh Tây Phương là quan trọng tính và nguyện và hạnh. Tính nguyện là quan trọng và hạnh là hành trì của mình, tin sâu, nguyện thiết. Tổ sư Ấn Quang ngày dạy như vậy mà. Mà trợ niệm chính bản thân quý Phật tử chúng ta, nếu mà thật sự chúng ta hiểu được một điều Tổ sư Ấn Quang ngày dạy rằng là chúng ta trang bị trợ niệm lâm chung cho người khác, chúng ta trang bị hành trang trợ niệm lâm chung cho một người vãng sanh, thì chúng ta đang là gieo một cái nhân, và cái quả đó là sau này đến lượt chúng ta, người khác sẽ trang bị và trợ niệm và lo lắng cho hành trang vãng sanh của chúng ta. Cho nên chúng ta không lo mắc một cái điều gì cả. Ngay cả hồi chiều cũng nói với gia đình, nếu gia đình mà thật sự có lòng tin vào pháp môn niệm Phật, tin vào phương pháp hộ niệm, thì bản thân chúng ta có thể trợ niệm cho người lâm chung. Người đó không phải là gia đình của mình, người đó không phải là gia đình của mình cũng hết lòng trợ niệm, cũng giống như các cụ ở đây nè, bao nhiêu vị ở đây đúng không ạ? Đâu nghĩ đó là cái người mà người lạ đâu, tất cả mọi người cũng là đều thân bằng quyến thuộc hết. Nhưng mà tại sao? Vì cái nhân, tạo một cái nhân là chúng ta niệm Phật trợ niệm cho người đó, thì chắc chắn một cái hành trang, một cái nhân duyên và một cái quả là sao? Là chúng ta sẽ nhận được cái quả là sau này đến lượt của chúng ta sẽ được trợ niệm đến lúc lâm chung, được ra đi nhẹ nhàng, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là nhân, nhân và quả là chúng ta hiện đời trước mắt. Đó cho nên cũng nói với gia đình á, gia đình thấy không? Có lẽ là cái nhân của chú này đã tạo nhiều, không phải là trong cái đời này mà đời trước chú đã tạo một cái nhân lành rồi, mà có thể là không phải là chú tạo mà gia đình của mình đã tạo, mà mẹ của mình đã lên đây tạo, gieo một cái nhân vào phòng trợ niệm, đặt bước chân vào phòng trợ niệm để gieo duyên niệm một câu Phật hiệu, đó là kết duyên với lại phòng hộ niệm rồi, kết duyên với cái người mà được làm Phật. Thì khi chúng ta vãng sanh thì sao? Thì cái người mà làm Phật đó, người ta sẽ quay lại, sẽ cùng tiếp dẫn mình đúng không? Tiếp dẫn mình vãng sanh sướng á, về làm Phật. Giống như sư phụ ngài nói là trong 49 ngày của Hòa Thượng Tịnh Ân Sư Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta kết duyên với ngài, ngài đã về đó ngài làm Phật rồi, thì đến lúc mình lâm chung thì ngài sẽ thị hiện xuống, ngài sẽ cùng với Đức Phật A Di Đà thánh chúng tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Đó là nhân chúng ta giả tạo đó. Cho nên mọi người phải có cái lòng tin đó, nếu mà chúng ta thiếu lòng tin đó thì chúng ta khó có được vãng sanh lắm. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngài dạy rằng á, thật sự người mà được trợ niệm lúc lâm chung mà ra đi trong câu Phật hiệu thì khó và chắc chắn không đọa vào ba đường ác đó. Cho nên khi mà ở ngoài đời là chú cũng thấy á, khi mà mất đi đâu có phải mà dễ dàng mà được mà ra đi mà bao nhiêu người niệm Phật đâu đúng không?
đó, mắt đâu phải là có người này á, rồi cha nào cha mắt, rồi con cái nào, vợ chồng gia đình đủ thứ, khóc lóc kêu than rồi, nhưng mà cái người đó ra đi trong bất an. Có một số chú cũng chia sẻ gia đình mình, ngay bản thân gia đình mình nè, hay nội ngoại hay gia đình mình á, khi mất á làm sao mà được để được niệm Phật đâu, rồi mắt là phải lo, là phải bó chân bó tay, rồi nhét tiền, rồi nào là gạo vô trong miệng để sợ nó cứng không có bỏ vô được, rồi là cái kiểu như ngồi đời ngồi thế gian mà. Nhưng đâu ai biết được, tổ sư hôm qua ngày nói vấn đề mà khi mà người mà làm mới vừa tắt hơi thở mà chưa niệm Phật được đủ 8 tiếng 12 tiếng 24 tiếng à, đụng vô thân thể người ta đau đớn vô cùng, là có khi làm cho người ta mất cái nhân quả sanh, cơ hội vãng sanh mà đọa lặng ngay lúc đó đó. Cho nên thật sự mà nói, chú hiểu được, chú thấy được cái điều là gia đình mình được cái nhân duyên đã tu tập, thì cho nhà thành hỏi thêm để chú có thể chia sẻ, vì cũng nghe nói là chú đã bị bệnh ung thư. Thì trước khi trong cái thời gian mà chú bị bệnh á, chú đã có phát tâm hay chay trường hoặc là đã tu tập chưa, thì chú có thể chia sẻ cho mọi người biết về cái nhân duyên để chú mà cái sau, để mọi người thấy được một người trẻ cũng là trung niên trung tuổi á, mà đã phát tâm tu tập mà trong cái trường hợp là lúc mà bị bệnh như vậy đó, chú chia sẻ cho mọi người biết ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, thưa toàn thể các Phật quý liên hữu đồng tôn là Phật tử, thì qua sư phụ có chia sẻ hỏi thì riêng đối với em tôi á, là thực tế ra là em bình thường á, là sau khi là em vẫn hay ăn chay đó, niệm Phật ngày, với lại đà kết các bạn đồng tu á, là mấy ngày nay á, thì anh em đến hộ niệm này rồi trợ giúp hàng ngày cùng với lại các sư phụ á, ở đây á, là rất chi là nhiệt tình chăm lo, mà đặc biệt là như này này, cái thời gian mà em bị bệnh á, là ở dưới chỗ Ly Sư Hằng á, cũng là niệm Phật cho em, rồi là cứ suốt ngày định hướng cho em đi theo Phật á, cho nên là em rất nhẹ nhàng, không, em không có đau đâu. Cái á, mà khi mà ở nhà chăm sóc á, một ngày á, là phải uống thuốc giảm đau nhiều lắm, nhưng mà lên chùa á, là không có đau nha, không có phải là bóp gì, thì vì là có các sư phụ á, là rất quan tâm, được Phật tử nắn bóp, tại vì em nó là bệnh viện là nói là không có chữa được đâu, chỉ có đắp thuốc với này là nhiều lúc em nó niệm Phật đó, là cứ hàng ngày theo vậy đó, là nó cũng hết cơn đau rồi sang đó, nhưng mà thực tế là cảm xúc lắm, đúng là không cho khóc đâu, nhưng mà nói là cảm động lắm, là cái này là rất là vi diệu. Nói thì tôi cũng là một người ít lắm, là con trai của bố mẹ, rồi cũng như em á, thì cũng thoát ly gia đình, rồi là cũng tham gia công tác, cho nên là cũng không là dành lắm đâu. Nhưng qua tiếp xúc với là các bạn đồng tu của em này, rồi những ngày mà hơn một năm vừa các quý thầy này là chăm sóc rồi hướng dẫn rồi, nó rất vi diệu, đặc biệt là những ngày mà lên trên chùa đây, rồi ở dưới Ly Sư Hằng cũng vậy. Rồi là các thứ là các thầy đều luôn luôn là định hướng cho em ngay cái từ cái lúc mà còn đang là khỏe khỏe như vậy đó, là ni sư đã hướng dẫn rồi, khi mà yếu lên đây rồi được các sư phụ rồi các là hướng dẫn, thì đó là điều mà rất là vi diệu, em không đau đâu. Cảm ơn các mọi người. Theo gia đình chia sẻ thì Hương Linh cái lúc mà tại gia đình á thì còn dùng thuốc đúng không? Dùng thuốc nhiều, tại vì đau bệnh thì ai cũng có thân sẽ có bệnh thôi, không ai cũng chúng ta là đau không ai mà không bệnh đúng không? Nhưng mà nhờ cái nhân duyên lên đây chú vào vì tâm trí thành và đã có sự hướng dẫn tại gia đình cũng đã tu tập, thì cái lòng tin của chú vào cao Phật hiệu thì vô lượng thọ, một A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng giác mà đó, cho nên nhờ cái công đức của lòng tin sâu của chú, cho nên khi mà chú niệm Phật thì chú không còn đau đớn, thì tất cả quý chú trong ban trợ niệm cũng chăm sóc chú, thì cũng nhờ cái nhân duyên mà chú đã thật tâm và phát lòng niệm Phật, cho nên khi mà được cái đầy đủ nhân duyên sư phụ đã vào khai thị, thì chú đã thật sự buông xả, rất là ra đi nhẹ nhàng. Dạ vâng, thì giờ đây thì cũng xin mời ban trợ niệm sẽ tiến hành
kiểm tra thủ tướng để trước khi vào Áo Quang ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh của Vũ Trường Giang Pháp Danh, thiện hội giờ này đã 24 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi Hương Linh xả bỏ nhục thân tứ đại do Phật phân ly này rồi, tức là Hương Linh đã chết. Vì quả cái thân tứ đại này không thuộc về quyền sự của Hương Linh. Hương Linh hãy mau mau định tâm mình lại, tha thiết chí thành, một lòng tín ương nguyện cầu dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ phóng tập hào quang tiếp dẫn thần thức của Hương Linh dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giờ này chúng con xin phép Hương Linh sẽ trịnh trang thọ tướng cho tất cả đại chúng của chư tôn đức ở đây và mọi người đại chúng pháp tin vờ pháp niệm Phật cũng như pháp tin vờ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong quá trình như vậy có điều gì sơ xuất, xin Hương Linh phong hủy bỏ qua cho đệ tử chúng con. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là ban trợ niệm đã tiến hành kiểm tra thủ tướng. Bên cạnh đây gia đình sẽ có đôi lời chia sẻ, cũng giống như vừa qua thấy quý thầy cùng trực tiếp mấy chú đã thấy được kiểm tra thủ tướng của em của mình á. Thì chắc có lẽ ở ngoài thì mọi người thấy là ai khi mà một cái người mà mất đi á thì tay chân rất là cứng, mà nhìn khuôn mặt rất là dễ sợ, đa số như vậy. Nhưng mà khi mà đã Hương Linh là em của mình, gia đình trong người thân của mình đã mất trong phòng trợ niệm, được đại chúng trợ niệm á, thì chú vừa qua chú đã thấy và chú sẽ cảm nhận chia sẻ cho đại chúng mọi người biết ạ. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con tên là Trần Quốc Hiền. Dạ, con cũng Phật tử ở chùa Quan Thế Âm. Thì con qua niệm Phật này, con thấy pháp môn niệm Phật này bất khả tư nghị luôn, mà chưa bao giờ mà con nhận thấy mà một người mà mất đi mà mềm mại mà thọ tướng rất đẹp như thế này. Mà chính con là con người trong gia đình mà từ hôm qua tới hôm nay là xuyên suốt từ đêm con kiểm tra, có nghĩa là con hộ niệm từ lúc mất cho đến tới bây giờ luôn, mà con thấy pháp môn niệm Phật này là con thấy bất khả tư nghị. Vì con thay mặt đây con thì con tiện đây con nói là tất cả những quý vị mà chưa tin pháp môn niệm Phật á, thì nhìn anh của mình đây thì biết là pháp môn niệm Phật nó bất khả tư nghị như thế nào. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, tay chân nó y như là người nằm ngủ vậy. Thì con chưa bao giờ mà con nhìn nhận một như thế này, lần đầu tiên con biết luôn. Mà lần đầu tiên con cũng tham gia trong cái ban hộ niệm ở chùa thì con cũng xuyên suốt, con cũng chưa tin, nhưng mà từ
nên lúc anh mất miết tới bây giờ là không rời luôn một chút nào hết. Thì hôm nay tới bây giờ thì không còn gì để cho con nói thêm nữa. Con thấy là pháp môn niệm Phật tất cả tướng người rất đẹp, thọ tướng rất đẹp. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú là người thân trong gia đình đã chia sẻ về khi mà chú trực tiếp thấy được cái sự nhiệm màu của pháp môn niệm Phật, thì Hương Linh rất là có phước báo để đại chúng niệm Phật suốt hơn 24 tiếng đồng hồ, mà khi nhập quan rồi cũng được trợ niệm đại chúng vẫn niệm Phật hồi hướng cho Hương Linh nữa. Đó là nhân duyên của Hương Linh. Dù Hương Linh chúng con cũng không biết Hương Linh nằm trong cảnh giới nào, nhưng mà cũng mong rằng Hương Linh nhờ cái phước báo, nhờ cái công đức, nhờ cái sự gia trì, nhờ tăng trưởng của đại chúng, mà nhờ cái phước báo của Hương Linh đã được nhân duyên được sư phụ khai thị đại chúng niệm Phật. Và đó là để Hương Linh được biết được nhân duyên và tỷ hỷ công đức, và để dùng tâm mình phát nguyện để vãng sanh Tây Phương về với Đức Phật A Di Đà. Đó là cái nhân duyên mà Hương Linh mong rằng Hương Linh hãy nắm bắt lấy cơ hội. Tại vì tất cả mọi người ở đây ai cũng rất là muốn, tha thiết là muốn được về với Phật A Di Đà, muốn ra đi được ban hồi niệm trời niệm đó. Nhưng mà Hương Linh đã được về tại chùa Quan Âm, mà đặc biệt là cái nhân duyên rất là thù thắng, có duyên với sư phụ đã ra trực tiếp khai thị cho Hương Linh, mà Hương Linh đã thật sự buông xả. Thì cái biểu pháp này á, để lại cho đại chúng, để lại cho tất cả chúng sanh thấy được, thì cái công đức của Hương Linh rất là lớn, và đại chúng chúng ta cũng tỷ hỷ được cái công đức đó. Thì chúng ta nhờ đó mà chúng ta tin vào pháp môn niệm Phật, tin vào phương pháp trợ niệm cho người lâm chung. Cho nên cái phương pháp trợ niệm cũng giống như người mà leo lên núi, đỉnh núi thì phải cần có là hai bên tạ hữu sóc nách, phía trên kéo phía dưới đẩy. Cũng giống là cái người mà trợ niệm cho chúng ta để được vãng sanh thì phải có được những người trợ niệm xuyên suốt. Và trợ niệm là như thế nào? Trợ niệm đó là giữ tâm chánh hạnh, giữ nhắc nhở, giữ cái chánh niệm của Hương Linh đó, chánh niệm của người đó để niệm Phật, tha thiết về với Đức Phật A Di Đà. Đó là quan trọng, đó là trợ niệm để chúng ta trợ niệm cho người, nhắc nhở cái Hương Linh đó để là giữ được cái chánh niệm, niệm Phật câu Phật hiệu, tha thiết để mong mỏi về với Đức Phật A Di Đà. Giống như chúng ta đã xa cha xa mẹ, tha thiết để về lại quê hương của mình. Đó là cái điều quan trọng của người niệm Phật. Đó cho nên giờ đây thì gia đình cũng kiểm tra thọ tướng rồi, thì giờ đây cũng xin mời ban hồi niệm để tiến hành đưa Hương Linh vào trong áo quan. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắn nhủ Hương Linh, nếu thần thức của Hương Linh còn hiện hữu nơi đây, mong rằng Hương Linh hãy mong mau theo ánh quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà lên đài sen để dân sanh vừa tái phương cực lạc. Và trong quá trình chúng con đưa nhục thấp của Hương Linh vào áo quang, có điều gì sơ xuất thiên, xin Hương Linh khoan mời bỏ qua cho đệ tử chúng con. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Phật. A Di Đà 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 Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là buổi lễ tiến hành đưa nhục thân hương linh vào áo quan, thì trước khi mà viên mãn thì chúng con cũng có đôi lời thay mặt cho Chư Tôn Đức, cũng có đôi lời chia sẻ cũng nhắc nhở tại gia đình của mình. Nhờ cái nhân duyên mà hôm nay á, thì gia đình đã đưa hương linh là em của mình, là em, là con, đưa lên đây để trợ niệm. Thì nhờ trân quý những cái nhân duyên đó, gia đình chúng ta cố gắng để tạo trong suốt 49 ngày, 100 ngày tạo dựng những cái công đức cho hương linh, để hồi hướng công đức cho hương linh được những cái công đức mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong kinh Địa Tạng có dạy rằng là khi mà lúc còn sống á, những người bệnh á, thì chúng ta làm những cái phước đức công đức á, chúng ta làm được 7 phần thì người thân trong gia đình của mình á, người bị bệnh đã nhận được 7 phần. Nhưng khi đã mất á, thì hương linh nhận được 1 phần, mà người làm cho hương linh đó sẽ nhận được 6 phần. Mà trong gia đình của chúng ta, giống như hồi chiều chúng con cũng có nói với lại gia đình á, trong gia đình của chúng ta 10 người, 20 người, 30 người hoặc là 50 người, mà 50 vị đó mà phát tâm ăn chay trường, ăn chay trong làm thiện, phóng sanh, tạo những phước đức, cúng dường yên kinh, hoặc là phát tâm làm những điều thiện giúp đỡ người nghèo, thì những cái công đức trong 50 người đó thì tất cả quý vị cũng nhận được hết. Mà 50 người đó thì cứ mỗi vị cứ một phần công đức, thì em của mình nhận được trong 50 người đó thì cũng nhận được cái 50 phần công đức. Thì cứ trong gia đình mình quan trọng cái sự hòa đồng, và quan trọng cái sự thành tâm của mình. Và dù như thế nào chăng nữa, mình đã biết được cái nhân duyên mà để đưa em lên trên đây á, thì chúng ta cũng phải cố gắng làm những điều thiệt tốt nhất để mong cầu cho hương linh là em của mình để được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mong gia đình mình có thể chia sẻ và nhắc nhở luôn, để có thể là cho gia đình mình có thể là được trong suốt 49 ngày, 100 ngày hoặc là 100 hoặc phát tâm ăn chay trường luôn, để hậu hướng công đức cho em của mình. Dạ, thưa Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý sư phụ, trong 49 ngày thì chúng con là sẽ xin hứa là sẽ ăn chay trường, niệm Phật, làm lành cúng dường, phóng sanh, để tất cả những công đức là hồi hướng cho hương linh em của con. Thì chú cũng đại diện cho gia đình này, mong rằng những cái lời hứa của chú này để đây tam bảo và tất cả Chư Tôn Đức đã chứng minh, thì mong rằng gia đình mình cố gắng. Đây là những cái điều mà chúng con luôn nhắc nhở quý vị, để chúng ta đã làm những điều phước thiện là tốt cho là gia đình của mình thôi đó. Cho nên giờ đây thì đại diện gia đình sẽ có đôi lời tắc bạch dâng lên cô cảm tạ lên trên sư phụ cùng Chư Tôn Đức và đại chúng tại chùa Quan Thế Âm ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con
Xin giới thiệu, con là Nguyễn Thị Bích Nga, pháp danh là Nhã Huệ Biện. Thay mặt gia đình, con có đôi lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính trụ trì chùa Quan Thế Âm. Kính bạch trên chư tôn Tịnh Đức, kính thưa chư liên hữu đồng tu, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2022, tức nhằm ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần. Gia đình chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin đôi lời cảm tạ. Ân giáo dưỡng một đời lên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Cha mẹ sanh thân, thầy sanh huệ mạng, biết được con đường tu hành, phá mê khai ngộ, đó là nhờ công đức của những bậc thầy khả kính dìu dắt, tạo điều kiện cho chúng con. Ân sư, sư phụ, thượng giác hạ nhàn đã hy sinh cống hiến, từ bi vô lượng, bỏ chiếc áo phàm tục mặc lên người, chiếc áo cà sa huỳnh y giải thoát, qua biết bao gian khổ, thăng trầm mới hoàng dương phát môn tịnh độ. Ngài vẫn âm thầm đưa bàn tay xoa dịu nỗi đau của chúng sanh, nở nụ cười hoan hỷ, làm với bớt phiền lụy trong lòng chúng con. Từng lời pháp nhủ của thầy tuy đơn sơ mà gần gũi như dòng sữa ngọt ngào, êm dịu, làm tan chảy những nghiệp chướng sâu dày từ tâm thức của chúng con. Cây có cội, nước có nguồn, làm người phải nhớ ghi luôn điều này. Chính vì lẽ đó mà gia đình chúng con về đây nương theo sư phụ. Kính thưa chư tôn đức tăng và chư vị Phật tử, trăm năm trước thân này chưa có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi đời hồng trần, đường sanh tử là nhân đau khổ. Nương thuyền từ mà về tịnh độ, hướng an nhàn ở cõi Tây Phương. Kính thưa chư tôn đức tăng và chư vị Phật tử, không biết nghiệp gì sinh ra thời mạt pháp, phước đức gì nghe được hồng danh. Em con là hương linh Vũ Trường Giang, pháp danh Thiện Hội, mất tại phòng trợ niệm chùa Quan Thế Âm. Nhờ có chút thiện căn phước đức và nhân duyên của đời trước mà chúng con khi được nghe đĩa của ân sư và biết đến pháp môn niệm Phật, biết đến chùa Quan Thế Âm, đặc biệt là phòng hộ niệm. Điều quý nhất hôm nay, em trai con dù chưa biết tu tập được nhiều, mà phước duyên thay, em trai con hôm nay lại được trợ niệm trong lúc cuối đời. Điều quý giá đặc biệt hơn là trước lúc lâm chung, em con lại có phước duyên được chính sư phụ trực tiếp lên khai thị. Ngài luôn bận rộn vì chúng sanh, biết bao nhiêu công việc Phật sự, nhưng Ngài không quản ngại thời gian của mình mà lên khai thị cho em chúng con. Nhờ ân đức của Ngài mà em của chúng con đã thật sự buông bỏ vạn duyên để ra đi trong câu Phật hiệu. Em của chúng con thật phước duyên luôn được quý thầy, quý chú, quý liên hữu đồng tu đã tận tình chăm sóc, khuyến tấn, khích lệ với ánh mắt yêu thương và lời nói ái ngữ. Đặc biệt thường xuyên quan tâm, khai thị, chia sẻ những ngày cuối đời về đây, và cuối cùng thì người thân của chúng con đã xả bỏ nhục thân nhẹ nhàng, an nhiên với thánh hiệu A-di-đà Phật của đại chúng xuyên suốt 24/24 và để lại thoại tướng bất khả tư nghỉ. Chúng con ghi nhớ lời chỉ dạy của sư phụ, ai cũng phải chết sống, không quan trọng, chết không đáng sợ, mà chết đi về đâu mới là điều quan trọng. Được nương thuyền từ tiếp độ Phật A-di-đà và sự giúp đỡ, chở che, chở duyên của ban hộ niệm chùa Quan Thế Âm, chúng con sẽ hứa cố gắng bỏ việc ác, vâng làm việc lành, tinh tấn niệm Phật một đời này, vãng sanh mới báo đáp ân này trong muôn một. Xin thay mặt cho hương linh Vũ Trường Giang, pháp danh Thiện Hội, và toàn thể gia đình chúng con,
xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ân sư, sư phụ, thượng giác hạ nhàn và toàn thể đại chúng tăng tại chùa Quan Thế Âm được pháp thể, khinh an, pháp duyên vô ngại, đạo thọ niên trường, chủ thế ta bà mãi là một vị thuyền trưởng tài ba, lèo lái con thuyền đưa chúng con đến bờ giải thoát. Kính chúc quý Phật tử an lạc, dồi dào sức khỏe để thực hành hạnh Bồ Tát, trợ duyên đưa người về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Dạ vâng, dạ, cảm ơn gia đình đã có đôi lời cảm tạ. Giờ đây buổi lễ hôm nay thập toàn viên mãn, cùng thỉnh chư tôn đức đại chúng chúng ta chắp tay để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay chúng tôi lễ thử cho quý vị đỡ lỡ. Trong này có một người tu ở nhà một mình nhiều lắm, thì quý vị về quý vị lạy thử coi cái cách này mình thấy cái hương vị nó làm sao. Lỡ cái cách này thì mình lấy cái hương vị như thế nào ha. Rồi. Thường thì đi kinh hành chúng tôi cũng lấy cái cách mà câu trong máy, y như đại chúng mình chút nữa tu á, hoặc ngồi cũng lấy cái cách đó thôi, chứ không có cách nào khác. Cách đó nó dưỡng hơi với lại niệm ít có bị tán loạn. Còn nếu mà nó bị tán loạn là mình nhớ số. Đi kinh hành cứ nhớ là trong máy niệm câu là số 1 mình niệm số 2, thử đi. Còn trong máy câu số 3 mình câu số 4, cứ mấy lẽ mình chẳng, mấy lẽ mình chẳng. Đi kinh hành nếu mà nó bị vọng quá đó thì cột vô số. Còn nếu mà nó không vọng mà mình niệm vô số, mình thấy cái tinh thần mình nó hơi mệt, tức là mình để tâm vô số mà mình niệm nó vẫn cứ lộn, thì thôi mình niệm trơn luôn. Chứ không phải nhớ số dễ ngàn. Nhưng mà cái cách lễ Phật này nhớ số rất dễ nhớ số. Nhớ làm sao? Một hơi 3 câu, rồi quỳ thấp xuống 1 câu, đứng lên câu là 5. Rồi một hơi 3 câu nữa là 8, quỳ thấp xuống 1 câu là 9, đứng dậy 1 câu 10. Xong rồi trở lại 1 đến 3. Giờ nhìn này nghe. Cái cách lễ này Tổ Ấn Quang nói là không ra tiếng, chỉ ra hơi đủ nghe thôi. Mà nếu mà mình quỳ thấp xuống mà mình niệm trong tâm được mà hít vô thì rất là khỏe. Mà trong tâm không rõ ràng thì lúc này cũng phải thầm luôn. Thì cái cách này nó sẽ khỏe hơn, nó dưỡng hơi, nó làm cho mình khỏe hơn là một câu trong máy, một câu mình niệm cái lúc mình lễ Phật. Lúc mệt mình lễ Phật một câu trong máy nó kè liên tục đúng như cái khoảng cách như vậy, nhiều lúc mình bị mệt. Còn cách này bỏ máy thì nó sẽ kéo dài thời gian thư thả hơn, nhưng mà rất là nhiếp. Thường chúng tôi hay dùng buổi sáng là một mình tu, là tu lễ cái cách này là không máy, lúc đó tắt máy. Nhưng mà nhiều lúc mình máy mà một mình máy hoài, lễ cũng máy, đi cũng máy, ngồi cũng máy, nhiều lúc nó hơi ngán một chút. Nó hơi ngán chứ không phải là đơn giản đâu. Còn nếu mà không ngán thì quý vị cứ dùng cái cách là trong máy một câu, mình câu đi đứng hoặc và lại. Còn nếu mà nó hơi ngán cái cách lại thì đổi qua cách lại này nha. Nghe nè. Lúc mình niệm á thì mình hít hơi vô sâu một chút xíu và mắt của mình mở hí thôi, đừng có nhìn. Tổ Ấn Quang đó là nếu mà mình lễ Phật hoặc mình niệm Phật mà mắt mình mở banh ra cái nhìn trừng trừng lên tượng Phật, cứ mong Phật xuất hiện là cái chừng ma xuất hiện. Chưa đến tình trạng này thì mắt mở 1/3, gọi là hí, gọi là phủ đôi mi. Nhìn nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái cách 3 câu này mình niệm hơi nhanh một chút, không chậm, chậm nó hơi mất thời gian, nhanh mà rõ ràng, nghe nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xuống duỗi 10 đầu ngón chân ra, khi mình xuống mình lấy hai tay mình chống cho cái người mình nó nhẹ nhàng. Thì nếu mà người mà cái tâm họ sức định sâu á thì họ niệm trong tâm, họ vừa niệm họ vừa hít vô, họ đưa cái câu Phật hiệu vô trong tâm luôn thì rất là khỏe. Còn nếu mà trong tâm mình niệm nhạt nhòe, mình niệm không rõ thì lúc này thầm thêm câu nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này một câu thôi nha, cái này một câu thôi, cho nên một lạy là đủ 5 câu mà không tính đếm lạy, chỉ nhìn thời gian mình lạy, nhưng mà tính trên cái niệm thôi. Tức là 4 niệm nè, niệm này niệm thứ 4 nè. Nam mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình không niệm thầm á mà niệm trong tâm là Nam mô A Di Đà Phật, chúng tôi hay ngắt nhịp cho nó rõ, rồi mình hít vô, vừa niệm vừa hít vô luôn.
Rồi khi đứng dậy nếu mà mình niệm trong tâm không rõ đó thì mình niệm thầm thêm câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nghe, nhớ đứng dậy á, đứng dậy đừng có chồm đến vậy ngang. Cái cách của Quách Huệ Chân á, của pháp sư Quách Huệ Chân, cái cách đứng dậy của họ nè. Bật người thẳng nha, bật người thẳng. Cái cách này khỏe, lạy một tiếng đồng hồ không mệt, là cái cách của Quách Huệ Chân, bác sĩ Quách Huệ Chân và pháp sư Đạo Chứng á, họ đứng dậy họ không có chồm như vậy nha. Khi mà mình đứng dậy mà mình chồm tới trước vậy đó, cái hơi thở mình nó bị bí liền, nó mệt. Còn nếu mà mình bật người vậy á thì nó khỏe hơn. Nó khác hơn là chồm người tới nè. Đứng dậy không, vừa không đẹp mà vừa không khỏe. Còn cái đứng dậy vừa đẹp mà vừa khỏe nè. Cái thế này là cái thế mà chúng tôi cảm giác tuyệt. Lại càng nhiều mình mới thấy cái thế này nó khỏe. Khỏe hơn là mình chồm tới. Không có chỏng mông nữa, đứng dậy thẳng như cái hình trụ, rất khỏe. Để chút nữa quý vị lễ Phật, quý vị bật người dậy chứ đừng có chồm tới, quý vị khỏe. Rồi tiếp tục, khi đứng lên là 5 câu đúng không? Rồi tiếp 3 câu nữa nè, là 8 nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi mình lễ một câu, mình trong mấy câu mình lễ lúc mà nó mệt á, thì mình niệm kiểu này nó giãn thời gian một chút, nhưng mà rất là nhiếp. Tiếp 3 câu nữa nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cảm giác mà khi mà quỳ thấp xuống, mắt mình mở hí hí mà hít vô, đưa câu Phật hiệu vô trong rõ ràng, tuyệt, tuyệt lắm, rất tuyệt. Vừa xuống là mình vừa hít vô, mình đưa câu Phật hiệu vô trong tâm luôn nha. Vừa xuống vừa hít vô, vừa hít vô, mình đưa câu hiệu phân tâm trong tâm mình xuống luôn. Khi lên thì niệm trong tâm thôi, khỏi còn hít nhiều. Khi lên thì không hít được nhiều, khi lên là bình thường thôi. Thì khi mà người mà luyện được cái hơi thở này mà hít sâu á, thì cái hơi thở người ta càng dài thì cái thọ mạng người này càng dài. Hơi thở càng sâu thì thọ mạng người này càng dài. Để ý đi, con nai nó chạy nhanh, thở hì 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 hít 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 vậy mà nó chết sớm. Con rùa nó đi từ từ vậy mà nó sống vài trăm năm. Cái hơi thở cực kỳ quan trọng. Nhớ ha. Rồi như vậy xong hết. Được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe Pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11:00 trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó
với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111-747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Swift Code BFTVVNVX056, Account No 0561-370-747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.